Đây là cái khớp điện tử tên là Proprio Foot của cái hãng Osur. Cái khớp này là cái khớp mà tại thời điểm này là cái khớp hiện đại nhất và nó có nhiều tính năng nhất. Đấy, các cái tính năng của nó thì như chúng ta thấy là cái hãng này họ đã cho tích hợp một cái motor điện và cái ti thủy lực ở bên trong. Đấy, và được điều khiển bằng cái bộ vi xử lý tưởng tượng như là cái máy tính ấy. Đấy, nó xử lý các cái tình huống khi mà đi lại trong cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, và ở bên dưới này là cái phần lõi carbon. Thì lõi carbon này cũng cho một số cái cử động khi mà gấp gan nó sẽ nhún ở cái phần gót, và gấp mu thì nó sẽ nhún cái phần mũi bàn để tiết kiệm năng lượng. Đấy, và cũng là để đẩy người về phía trước, hoặc là phần mu phần gót thì nó sẽ tiếp hấp thụ năng lượng bằng cách là nó giảm chấn ở cái phần carbon ở gót. Còn riêng cái cúp thủy lực và điện này, nó sẽ tự động điều chỉnh các cái góc và cái đường gióng của cái chân, đặc biệt là khi chúng ta thay giày, hoặc là từ giày chuyển sang đi chân đất, hoặc là từ một cái giày thấp lên giày cao. Cái này cho tối đa là 5cm điều chỉnh cái gót. Đấy, tức là bạn có thể đi cái giày cao gót 5cm. Đây, bây giờ tôi sẽ bật lên để cho chúng ta thấy nhé. Chúng ta giữ khoảng 3 giây, 2 đến 3 giây để mở. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái đèn hiển thị cái mức độ pin ở đây. Đấy, trong trường hợp này thì cái chân có vẻ như hơi gấp một tí đúng không? Đúng không rõ lắm. Đấy, chúng ta sẽ thử này. Ấn hai cái liên tiếp. Đấy, thì chân nó sẽ tự động lấy đường gióng. Đây đang là đường gióng tối ưu rồi, đường gióng cơ bản khi mà không đi gót giày đúng không ạ? Bây giờ tôi đã chuyển cái gót giày sang. Đấy, coi như là bạn đi cái giày gót dép khoảng gót giày khoảng 1cm. Đấy, thì bạn sẽ tự động bạn lấy lại đường gióng. Đấy, bình thường những cái lúc mà phải lấy lại đường gióng như này này, chúng ta phải đến gặp các chuyên gia về chân tay giảng, người ta sẽ chỉnh lại cái đường gióng cho các bạn. Nhưng với cái chân này thì bạn chỉ cần thay giày dép mà không cần phải có sự điều chỉnh can thiệp của người có chuyên môn. Chúng ta chỉ cần ấn double click vào đây, tức là ấn hai lần liên tục, thì chân nó sẽ tự động lấy lại cái đường gióng tiêu chuẩn. Đấy, cái đường gióng này được chúng tôi cài đặt ngay từ đầu để nó tự động. Đấy, trong này sẽ có rất nhiều các cái cảm biến, ví dụ như cảm biến gia tốc, cảm biến không gian và cảm biến lực. Đấy, khi mà chúng ta đi lực nhiều hay ít thì nó cũng sẽ tự động điều chỉnh để thích nghi. Đấy, chúng ta sẽ xem lại ví dụ như một cái gót giày cao hơn. Đấy, tôi sẽ cố gắng tìm một cái gì nó khoảng 5cm nhỉ, khó đúng không, có cái gì 5cm này. Ok, khoảng này đi, 3 này, 4, 5, đây chắc là được 5cm đấy. Ok, tạm giày chúng ta sẽ thấy cái chân với 5cm giày. Đấy, tôi sợ là nó đổ và tôi phải giữ nhé. Đấy, chúng ta sẽ để cho cái chân tự điều chỉnh với 5cm giày. Đấy, các bạn thấy không? Là bạn đang từ cái chân đi chân đất chẳng hạn, hoặc là cái gót giày một phân chẳng hạn, bạn có thể chuyển sang cái chế độ đi gót 5cm. Và cái này là lần đầu tiên trên thị trường có một cái tính năng như này trong một cái chân giả, trong cái khớp cổ chân. Đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ lấy lại đường gióng. Đấy, chúng ta thấy là cái tiện ích của nó như nào đúng không? Và cái này là khi mà bạn ngồi cũng vậy. Khi các bạn ngồi thì nó cũng sẽ tự động là điều chỉnh cái bàn để cho tiếp xúc với cả cái... Đấy, chúng ta thấy không ạ? Bàn nó tự động điều chỉnh để cho mình tiếp xúc với mặt sàn. Đấy, đảm bảo cái chân là luôn luôn tiếp xúc với mặt sàn 100%. Đấy, nó sẽ tự động nhận diện. Và khi đi thì nó tự động nhận diện cái mặt dốc, lên dốc hoặc xuống dốc chỉ trong vòng đúng một bước chân thôi. Và đấy, rồi ok, cái phần review đến đây là hết. Các bạn có thông tin gì và hỏi gì thì sẽ hỏi qua cái thông tin ở trên cái trang của tôi.